Số đây bà phụ nữ ở khnề nơi khnông ngày ní khi nhóm năng lượng dọc nơi kriya sap mùi chum nuôn đai prapra bột chum mùi năng preposition và bột chum mùi năng ajatani ban và preposition năng cứ ajatani ban và ajatani ban miền đôi chỉ at và on with chỉ đàm bằng chân kriya sap nơi khnông về sa on khle miền kriya sap mùi chum nuôn chia sakama kriya cứ pra bột chum mùi năng object và đôi chữ kể ra sắp speak và này và speak English này dây phía sau ông lấy chân tới và kể ra sắp khác hai tha chia kể ra sắp ạ cầm và ạ cầm nó cứ ở trời ca cầm bỏ tên đôi chữ phía sau mai dựng đài và đôi chữ kể ra sắp sleep kê như từ môi gọi đây nâng có trời ca cầm bỏ đài còn tay nâng nông ní cứ trong lượt dụng nơi kể ra sắp môi chùm nuốn đài pra bốc cho môi nâng preposition và kể ra sắp đài pra bốc cho môi nâng preposition nâng cứ chỉ kể ra sắp đài bị bạn được nông ca pra nơi quê đại bọc ôn ở bản đăng tha kể ra sắp nâng pra bốc cho mỗi nâng preposition nâng tế và cứ pra tới cứ khóc thêm đầu bạn chẳng nhóm nâng bằng hành bọc ôn vì kể ra sắp đài pra bốc cho mỗi nâng preposition chẳng cứ bọc ôn trời chùm nam tha kể ra sắp nâng nơi quê đại pra cứ bốc cho mỗi nâng preposition nâng thêm đầu bạn nhóm lược dọc một tỉnh mỗi cứ kể ra sắp merit và pra thật riêng ca nơi quê đại dương trong dạy tha riêng ca cho mùi nâng nam mà nét và cư dương pra bốc cho mùi nâng preposition to và merit to và merit to somebody và riêng ca cho mùi nâng nam nét chân ưu tiêu hoa tha niên riêng ca cho mùi nâng David và chân David nâng cư chỉ somebody chân dạy tha she is married to David và niên riêng ca cho mùi nâng David bạn chẳng merit to bà riệp ca cho mỗi nâng nam nè bạn chẳng việc merit này cứ dương ai pra cho mỗi nâng kỳ giả sắp thuộc bí rồi mỗi cô kỳ giả sắp kẹt bà chẳng được nông bà dụng bà dương cứ pra cho mỗi nâng kỳ giả sắp thuộc bí is she is married to David nhưng bạn riệp ca cho mỗi nâng David bạn chẳng bà phôn mơ bà dụng hàng kào một tiết đại pra cho mỗi nâng kỳ giả sắp kẹt ủ tì hó he got married to a girl he met in Prague quạt bàn tiếp ca cho mỗi nâng khmer sợi mà nét để quạt bàn chụp nơi bà tế bà răng bà hí cứ thiết sắp chí nhất cho bà thiền bà gọt nâng cứ mau bị kỳ rìa sắp đáng bị kỳ rìa sắp kẹt cả nàng dương pra nâng khăn ông át này bà dục ở tay thật cá cứ dương đồ kẹt nâng tới chữ gọt bà gọt mẹ rịp bà rịp cá bà chắc mà phong khơi pra chụp cho mỗi nâng thù bà mẹ rịp thù bà rịp ca cho mỗi nâng nam nẹ bà a girl nâng cứ chỉ somebody. He got married to a girl. Quạt bàn đẹp ca cho mỗi nâng khmer sợi mà nét. Bà cho đọc dụng một tiết á. He met in France. Đại quạt bàn chuốc nâng nông bà tế bà ràng. Bà mặt nâng cứ một cái kỳ giả sắp đám cứ mịt. Bà bà ta chuộng. Chân bà nâng nông past tense cứ đô kỳ giả sắp nâng ai tới chia past tense đài. Bà ai tới chia tới tất cả đáy cứ mật. He met in Prague đại quạt bàn chuông được nóng bởi tế bà ràng và Prague nâng cứ bởi tế bà ràng bàn chân ở vậy để bóng phôn trời chám cứ bóng phôn trời chám tha kể ra sắp merit cứ Prague cho mỗi nhận thù bà cho màu cho mỗi nhận preposition thù merit thù bà riêng ca cho mỗi nhận nam nè chân nâng bởi để bóng phôn cho từ Prague nâng nông bởi dục nà có đói bà được xe nâng lại nà có đói cứ ập hay vui bà rộng được nông ca khách khâu hề nâng bởi để Prague nâng hai bóng phôn trời chân nam tiết tha merit nâng cứ pra cho mỗi nâng kỳ rìa sắp thuộc bí rừng môi khô pra cho mỗi nâng kỳ rìa sắp kẹt bằng chân mà phôn mơ kỳ rìa sắp mùi tiết cứ kỳ rìa sắp listen và listen nâng cứ pra thật đập và dương đập radio và đập vật chú và đập đoàn trời music và cứ listen chân kỳ rìa sắp listen nâng cứ pra cho mọc cho mỗi nâng preposition to và listen to bạn chẳng bao giờ lại mở thì họ được nông bây giờ. I often listen to the radio. Nhóm tay tại đạp vật trụ. Bà ái đã tua chỉ sắp trị, bà chỉ bật hiến. Often nâng cư chỉ adverb of frequency. Bà xâm đại nợ phiếp nhật nhuộm, bà prai tha nhật nhuộm. Bà listen nâng cư chỉ kỳ rìa sắp, chẳng bà chọc cho mùi nâng thú. Bà listen to. Bà snap the radio, nớ vật trụ. Và radio nó cứ vượt sự. Bạn đợi nó cứ chỉ article.
Bạn chẳng, I often listen to the radio. Bà nhóm tay tại sao vật chủ. Bạn chẳng, bọn bọn ọt ai bà đợi mình preposition to bàn thì chẳng kỳ rìa sắp nâng tạch khát trời bà cho mỗi nâng thu nâng tay mà đòn. Bạn nợ bởi đầy dự sắp vật chủ rồi mới có sắp vật trời. Bạn chẳng, bọn bọn mơ bà dụng một tiếng. We sat around listening to music. Bà dưỡng ngọn quý sắp nâng tay trời. Bạn ví là tôi chỉ sắp chỉ bạn sẽ nâng cứ mong bị kỳ giá sắp đám cứ sit và sit nâng cứ phải thả ổng cối bạn chẳng sit around cứ chỉ phải sổ vợ bạn phải thả chậm nái về lòng cối bạn chậm nái về lòng cối thì phụ ở vầy môi đầy chỉ rừng ở sân mình bị giáo chứ cái hai thật sit around bạn chẳng đọc về phần nực nông ạ tên này tại tất cả kỳ giá sắp sit nâng đâu tới sẹt và sit around và sit around bạn chẳng ổng cối listening to music và đáp đơn trời bạn chẳng mà phong khơi thà listen nâng cứ bà chọc cho mỗi nâng present to bạn chẳng kỳ giả sẵn nâng nông bởi dụng bởi dưỡng cứ sit around bạn chẳng mà phong mơ kỳ giả sẵn một tiết cứ kỳ giả sẵn agree bà agree nâng cứ bà thà dụl prom bà dụl prom nâng miền này thà vì một máu cứ tay tay chấm tố cứ ập sơ dụl prom tới nâng tu sản nạ rưu môi có cầm đất bọn nàm nẹ thì bà mình này thà he never had the same views or opinion bàn chân kỳ giả sạp agree nâng cứ dương pra chấm mùi nâng preposition with bà agree with somebody bà dụl prom chấm mùi nâng nàm nẹ bà tệ tồn tới nâng cầm đất rưu môi có dụng bọn bàn chân ủ tí hóa My brother never agrees with me. Bọn phụ nhóm mình đã dùng prom cho mỗi những nhóm tì. Bạn chân my brother, bà đã tôi chỉ sạp chị bà thiên á. Bà bọn phụ nhóm. Never nếu cứ chỉ adverb of frequency tì. Bà agree cứ chỉ kể giả sạp. Bà dân thảm ác đại xa tại my brother cứ chỉ sạp person singular. Bạn chân agree nếu cứ prap chọc cho mỗi những person with. Bà agree with. Bà dùl prom cho muối nên nào mà nè chẳng mi nâng cứ chía xăm bồn dì bạn chẳng mà bồn mơ lộ tì hò nâng nông bà dụng một tiết if he felt he was right he would agree with him bất sân nà bà niêng bên ả rõm thà quần như dì trấu niêng cua tì dùa sọp cho muối nâng quần if he felt he was right bà bất sân nà bà niêng bên ả rõm thà quần trấu bạn chẳng ý, cứ bà sân nà bà, xí đá tôi cho sạp chí. Phở, bà mau bị kê rìa sạp đám cứ feel. Bà bà tham mê nà rõm á. Đập bây dương bà nực nông à tà này tê tà cá, cứ dương đô kê rìa sạp nâng từ past tense bà tê tê tà cá cứ feel. Bà is she feel, bà sân dân điên bên nà rõm thá. It was right. Bà quả đang trầm trớ, bà rai nâng cứ trầm trớ. Vốn nâng cư chỉ kỳ rìa sạp thu bí nâng nói tới tất cả. She would agree with him. Nếng cô ta dồn prom cho mỗi con. Bà xí đã tui cho sạp chị. Bà vụt nâng cư chỉ kỳ rìa sạp chậm nối dương ở trăm bạch prai tì. Bà đời xa tại bà dụng nâng cư đã vụt máu bên này tha chìa phô lai. Thôi ai bà dụng nâng cư sụp hiếp á, dạy tờ. Bà agree cư chỉ kỳ rìa sạp. Bà prai tha dồn prom cư dương prai bốc cho mỗi nâng present with. Bà agree with. Bà dồn prom cho môi nâng nâng nà mà nè ảnh chấn thêm nâng cư chì xăm bò đi bà ảnh chấn bà phô mơ kê rì giả sạp mùi tiết cư kê rì giả sạp depend bà depend nâng cư bà thà phần phái dưới môi có ảnh sài bà dồn prà phô chọp cho môi nâng present on bà depend on bà sài lờ bà sài lờ vầy môi depend on something bà chấn bà phô mơ lô tì hò nâng nông bà dốt I may go to the match. It really depends on the weather. Khnhom ai tới cần lại prakuot vi asai te lơ akasthiet. I may go to the match. Khnhom pa hai che tới cần lại prakuot. Ba ai da tu che sam chi ba may kư che model verb ba tha ai. Go to the match ba tới cần lại prakuot. It really depends on the weather. Vi prakot na kư pung pai te lơ akasthiet. Ba pa san che akasthiet lo kư tới. Bạn chẳng depend nó cứ bảo chọc cho mỗi nhận on. Bạn depend on.
bà sài lờ bà sài lờ vậy môi bà depend on something bà chân something nông bà dụng bà dưỡng cứ weather bà bà hôn mơ bà dụng một tiếng choosing the right buy depend on what you want to use it for ca chơi rơi con là trầm trớ à sài lờ vậy để nẹ chọn bà bà choosing nâng cứ mau bì kê rì dạ sạp chú bà bà thay chơi rơi đó bây giờ time ing mà tới chia choosing và phải thật cả chữ rơ choosing the right buy và cả chữ con là trầm trời và buy nó con right nó cứ trầm trời và depend on và bằng ai tới lớn từ mỗi câu anh sai tới lớn what you want to use it for à vậy để nhẹ chọn prà và ít nó cứ chuẩn đồ ai buy con nó bạn chẳng cứ dương pra depend nếp chọc cho mùi nâng preposition on bạn chẳng mà bôn mơ kê rìa sạp mùi tiết cứ kê rìa sạp suffer bà suffer nâng cứ tự tù rôn tự tù tục bà mình này thay dương tự tù tục rôn bì chung người xếp xếp cứ suffer bà dương pra chọc cho mùi nâng preposition from bà suffer from bà tì hôn nâng nâng bây dố he suffers from a type of diabetes. Bà quát tự tùa rộng vì chừng ngư tự nôn bà em môi bà phèn. Bà hí đa tùa cho sạp chi chụp bà thiên á, suffer nâng cư tự tùa rộng. Bà chẳng dương bà chọp cho mùi nâng person from, bà suffer from. Bà kể giả sạp suffer đại miền ai nâng đại xa tay bà dụ nâng cư chia bà dụ person simple. Chẳng càng nay bà thiên đại chia sơ person singular và he see hay nâng ít. Cứ kể giả sắp nó cứ dương thêm ảnh. Và chẳng he suffers from và qua tựa tùa rộng bí a type of diabetes. Và chúng ngươi tự nguồn bà em mùi bệnh hệt. Và diabetes nó cứ chúng ngươi tự nguồn bà em. Và mình đây thay chia chúng ngươi too much sugar in your blood. Và chúng ngươi đem biến score cho ra nông chiếm. Cứ hai thay chia chúng ngươi tự nguồn bà em. Và ở thai nó cứ mùi bệnh hệt á. Bạn chẳng ở thai ở đại bì xì nâng cứ cho người tự nộp bài mùi hợp hẹn. Bạn tìm hợp dụng một tiết. Mr. A suffers from a rare bone disease. Bạn lục A nâng cứ tự tù rộng vì cho người cho ăn đó không rõ mùi. Bạn Mr. A đã tui cho sản trị cho bà thiên á. Bạn suffer. Bạn tự tù rộng. Bạn dùng ra chọc cho mùi nâng person from. Bạn suffer from a rare bone disease. Bạn cho người cho ăn đó không rõ mùi. Bà đi xí nâng cư chung ngữ, bọn nâng cư chẳng, bà rồi nâng cư cầm rò. Bà tì hò nâng nông tự chủ mùi tiết. The writer suffered from ill health for most of his life. Nên đi bốn bàn tự tù rộng vì sổ cập hiếp mình lọ ở mùi chữ vật. Bà the writer, bà writer nâng cư nâng đi bốn á. Suffered. Bà suffered nâng cư dương thêm ý đi đời xa tại à tầng này bị dụng nâng cư nực nông ở tay tạc càng chẳng dương trời đô kỳ giả sập nâng ở tay chết ở tay tạc càng bạn chẳng cư dương thám y đi bạn dương bạp chọc cho mùi nâng person from và suffered from ill bạn ill nâng chùm ngữ hell nâng cư sọc hợp hiệp bạn chẳng ill hell và sọc hợp hiệp mình lõ for most of his life bạn ở mùi chì vật bỏ quạt bạn chẳng được nông thằng ngày nít cư nhóm lược dọc nơi kỳ rìa sạp đài prap chọc cho mùi nâng preposition chùm tuôn pram biết một bằng hai bọn bà ồn. Bạn chẳng ở vầy để bọn phôn trời chám cư trời chám kỳ rìa sạp mùi mùi. Bảo tì hò được nông bà dụ nâng mình chăm của bà này phần tác kỳ rìa sạp đài prap chọc cho mùi nâng preposition nâng cư trời tài chám. Bà cư kỳ rìa sạp tì mùi cư merit to. Bà riêng cá cho mùi nâng làm nè. Tì bí cư listen to. Bà phải là sạp, bà dù sạp tầng trời, sạp radio. Bà tì bây cứ agree with somebody, dù là prom cho mùi nâng nà mà nè. Bà tì lờ tu sạp bọc kê, bà bì opinion, bì view. Hà tì bây cứ kê rìa sạp depend on, bà sai tì lờ, bà sai tì lờ ở bầy mùi. Hà nâng tì pram cứ kê rìa sạp suffer from. Bà tự tùa rộng bì, bà tự tùa rộng bì, bà mình này tha tự tùa rộng bì chồng ngư rừng mùa có bì ảnh tập bộ là vầy mùa để áp bì bá cứ suffer.
Bạn chẳng ổn bọn phôn để bạn tạm đàn được cả bằng riêng phía xa ổn click nơi lời cho nó SCA English bỏ dân khá Bạn xin cho bọn phôn chẳng tạm đàn được video để update thamay xong chạy lưu bật tông subscribe hay nâng sở nhà cạnh đăng. Xong chừng việc lý, xong ổn.